Em đến đây thì em kiểu muốn mang một ca khúc nó tình yêu một xíu. Chứ cái phong cách của em thì em rất là thích kiểu nhạc nó phân kỳ hơn, vui hơn. Còn tình yêu thì mình lười biếng như vậy hả? Dạ, kiểu lười biếng. Lazy. Xin chào. Dạ, em kính chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Trường Đạt. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Rap name của em là Snoop D. Ok, em làm nhạc lâu chưa? Dạ, em làm nhạc được 2 năm. Vậy giờ mình hát nha. Và đây là đôi lời mình muốn nhắn gửi tới người yêu của mình. Không phải là anh không yêu em, tim anh nè cứ mở ra xem. Khuyết điểm là nhớ em nhiều đấy, ưu điểm thì rất dở la em. Em hỏi yêu em nhiều thế tại sao không cưới? Anh nói làm tất cả chỉ muốn được thấy em cười. Không cần giàu sang nhiều siêu xe, biệt thự to chỉ muốn cưới em về. Mọi thứ anh tự lo, cà phê thì đắng, ớt thì có vị cay. Em như giọt nắng, lỡ gặp em thì say. Em như là gió, gửi tình yêu vào mây. Còn anh là mây, khi gặp gió thì bay. Vượt qua tháng ngày cùng em phiêu du làm điều mình thích. Đến khi về già, không gì để lo. Công việc thật tốt, đồng lương thật to. Vì muốn sau này đám cưới mình đẹp như truyện cổ tích. Tình yêu của ta trong xanh như hàng cây. Vì ngọt tình yêu làm từ đôi bàn tay. Cho ta sức mạnh khi càng yêu càng thấy. Như cánh chim trời bay qua khói làng mây. Cuộc sống đàng hoàng đó là thứ anh mong cầu. Như lúa ngoài đồng đang mong chờ cơn mưa tưới. Âm thanh vang vang câu hỏi nhỏ trong đầu. Tại sao yêu em đến bây giờ vẫn chưa cưới? Anh không giỏi toán học nên tình yêu không có chi phần. Anh không giỏi lịch sử nhưng số phận anh đã định phân. Anh không giỏi vật lý nhưng Newton là một gã đần. Vì từ khi gặp em vạn vật không còn đủ hấp dẫn. Đôn Ki-hô-tê cũng đã từng đánh cối xe gió. Anh thì cũng thế, luôn bên em dù bao gian khó. Anh và ổng đều là những kẻ điên. Nên anh không ngại xây cùng em từ không đến có. Xây lâu đài, xây vườn hoa tình ái. Dắt em vào, hôn em 3000 cái. Thật sự là một nghệ sĩ luôn á. Cái cách bạn hát, cái cách bạn làm nhạc, cái cách bạn á, trời ơi, bạn có một cái thế giới riêng của bạn. Tuy là vẫn còn hình ảnh của một vài người nào đó mà mình có cảm nhận được có sự tương đồng, nhưng mà bạn vẫn có cái gì đó của bạn. Thật là mình rất là muốn nhìn thấy bạn tiếp nữa. Cái phong cách của mình là nó kiểu laid back kiểu vậy phải không? Dạ, vì em đến đây thì em kiểu muốn mang một ca khúc nó tình yêu một xíu. Chứ cái phong cách của em thì em rất là thích kiểu nhạc nó phân kỳ hơn, vui hơn. Còn tình yêu thì mình lười biếng như vậy hả? Dạ, kiểu lười biếng. Lazy. Câu nói mà khiến cho mình vui nhất là khi mà anh Khoa kiểu đang chìm đắm vào cái tác phẩm của mình. Anh Khoa ngồi coi kiểu xuyên suốt cả bài thi luôn. Anh Khoa nói là anh Khoa không rời mắt một câu hát nào hết. Bởi vì anh Khoa đang thấy là có một nghệ sĩ thật sự đang trình diễn ở đó, chứ không phải là một thí sinh đang đi thi. Thì đó là cái câu nói mà khiến cho mình tối nay ngủ không được. Thật sự thì mình cảm thấy là nó rất là đúng với những gì là mình đã thể hiện, mình đã truyền ra ngoài. Mình đã truyền hết những cái năng lượng tích cực nhất, những cái năng lượng tuổi trẻ nhiệt huyết của mình. Và mọi người đã cảm nhận được nó và mình quá vui. Thẻ tín dụng VPBank Stepup Prime, mua sắm online hoàn tiền siêu đỉnh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.